Theo con số mới nhất từ Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, thì hiện tỷ lệ rau có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép ở nước ta lên tới 5,43%. Mới đây, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã vừa phải ra quyết định giảm trên 50% lượng thuốc hóa học trừ sâu, bệnh đối với các loài cây trồng, đặc biệt là đối với các rau xanh. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương trong cả nước áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp thay vì sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật. Đặc biệt là đối với những hợp tác xã sản xuất rau nhằm giảm trên 50% lượng thuốc hóa học hiện đang sử dụng trong cả nước. Theo các chuyên gia, lượng thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng tại Việt Nam tăng nhanh. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam hiện cũng cao hơn gấp 3 lần các nước trong khu vực, lên tới 1.643 hoạt chất. Trong khi đó, người dân hoàn toàn không có ý thức xử lý lượng thuốc bảo vệ thực vật còn tồn lại trên vỏ bao bì. Có tới hơn 65% những người dân được hỏi khẳng định là họ vứt vỏ bao bì ngay tại nơi pha thuốc.